mình có chiến thuật mà. Mình sẽ đổi thằng này đặt đặt cục xịt ở đây luôn. Trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ quay lại với tựa game vô cùng xa lạ với mấy bạn. Đó. Quên, ý mình là vô cùng gần gũi là tập trước mình đã làm rồi ha. Mình đã làm chơi chế độ Battle Royale. Và hôm nay mình vẫn là chế độ đó. Và mình sẽ quyết tâm đạt được top 1. Mấy bạn hãy chờ xem nha. Mà không biết có đạt được không nè. Nhưng mà mấy bạn hãy chờ nhé. Tin tưởng mình nha. Trận này mình sẽ quan sát vòng bo thật kỹ. Và mình sẽ đánh theo chiến thuật. Không chơi hổ báo. Tại có mấy thằng nó chơi cũng ghê lắm mày. Nếu đâu phải mình chơi, mình chơi gà chết ba luôn. Khao khát được ước mơ, được top 1. What the fuck. Holy. Nhưng mà mình sẽ cố gắng bạn. Sẽ cố gắng chọn nhà nào ít ít xíu. Ok, chơi luôn bạn. Địch pup mất tiêu luôn. Come on, vô. Nhà sẽ có nhiều. Nhà sẽ có nhiều hơn, nhà sẽ có nhiều hơn. Gì đấy, cục cức gì đấy. Cháy cháy. Tao cần súng. Đừng nói ỉa đâu cức. Tôi gọi cức, ỉa thiệt. Nó nghe bụt cái luôn mày. Game 2. Như có người vậy. Ê, hình như mình được cái này nè. Ừ, ngon. Ok. Oh. Địch tiếp. Không có súng mày. Thôi, tôi rồi. Tôi muốn được top 1 cơ. Trời ơi. Come on. Đây. Địch vô. Nào vô đi. Bơm. What the fuck. Ừ, ngon. Súng lục. Được, súng lục là ngon vậy. Ngon luôn. Phụ kiện luôn. Nhắm luôn nè bạn nè. Nó có nhắm đàng hoàng nha. Đừng có đùa. Ê. Có thằng. Mày đâu. Bước ra. Ừ, hên quá. Mất tiêu luôn. Nó ra nó bắn mình địch chết á. Vậy em ơi. Đúng rồi, bố mày muốn được top 1. Đừng cứu. Nó đâu rồi. Ui, nó đâu rồi bạn, Lên em không. Nó hết đạn. Nó chạy. Đâu. Chạy hả con. Chạy hộ. Chết. Lát. Mày sợ cơ hả con. Kìa, mình sẽ bơm máu bạn. Đủ súng ngon. Có khá là nhiều cây nha. Sao nó không đổi qua nha. Này cũng nó nằm nhắm kìa nè. Cây nào không có hết bạn. À, mình sẽ chạy vô giữa bo bạn. Chạy vô đây nè. Đấy. Trấn thủ này luôn. Chờ mấy người kia vô. Ngon không. Với cây súng không biết vớt sao nha bạn. Ok, cứ bắn thôi. Top 1 là chủ yếu. Chứng thủ ở đây. Rồi. Mình có chiến thuật. Mình sẽ đổi thằng này đặt cục xịt ở đây luôn các bạn. Đặt xịt. Đặt xịt mấy bạn. Đặt 3 cục xịt ở đây là ngon rồi. Ôi chết bà, hói chạy. Cái vùng bên đây mà. Giáp. Đấy. Ăn giáp mấy bạn. Chết đi con bitch. Ủa tem mình đâu. No. Bắn nhẹ mà không chết nó mạng. Cay thiệt. Mà mình phải kiếm được top 1. Để mình không chơi game này nữa, mình test game khác. Thực sự là sự thật là vậy các bạn. Ok. Hồi nãy chiến thuật của mình khá là hay nha.
Nhưng mà thật sự cái vòng bo nó không ủng hộ mình bạn. Xui thôi. Vô. Đồng đội tao đâu rồi? Đây nha. Đây đi. Lên. Có 18 người bạn, mình phải ráng thôi. Rồi vừa vô thấy luôn, thấy mũ luôn, máu nước đồ luôn, tornado luôn, súng nhắm luôn bạn, ngon. Ê, mình thấy nha. Má bạn của tao, xong mày. Một thằng mày xạo mày chơi bạn tao. Cứu cây dè, mày muốn cứu cây dè. Cứu về qua hỏi ý kiến tao nè. Nhưng này. Đi mất. Trời, thằng gót này. Ai da, hai gian mắng ngu quá. Game vô lý nha. Không thấy đâu luôn, cái con gót nó mạnh thiệt các bạn. Mà bữa mình chơi vô tay gót của mình phế chó vậy. Nhưng mà có một tay bà đồ khác, 19 thằng nè. Đây. Nhảy đi. Nếu tao muốn top 1, mày gánh đi. Đuối. Mình gánh không được bạn, khó chịu vậy cứ. Mình bắn quá ngu. Cũng cho. Thôi, xong rồi. Ôi à. Mẹ cứu được không em ơi? Chị ngu quá bạn ơi. Ok bạn. Nãy mình không nói gì hết nha, mình để đó và không nói gì. Thôi bạn. Trận này liệu có làm nên cái trò trống gì không nha. Hằng nãy gánh được mình bạn. Gánh được mình đó. Nó mạnh lắm. Đây đi. Nhảy đi, mình là chiếm khu lẻ không là chết. Rồi đồng đội mình như liền luôn rồi, đi luôn rồi. Ừ hên quá, có mày hên quá em ơi. Hay quá em ơi. Vừa mới nhắc luôn. Gì đây? Cướp biển. Hook. Thuyền trưởng Hook mấy bạn. Súng. Bơm máu. Ngon. Kiếm khô máu bạn. Cho lấy này cho. Lấy này cho, úi, lấy rồi bạn. Có nè. Trên này có nè. Thuyền chuyển hút. Súng gì đây? Ủa? Bên kia có đồ bạn. Không, mình đang trong vòng, ngon. Mình đang trong vòng, mình nên núp nha bạn. Tại mình bắn ngu mà. Đi ra đâu để cho nó bắn làm chi? Đúng không? Đâu ai ngu. Không có nhà là chết. Nó không vô. Chơi này đâu. Được không? Ây da. Nó thủ trên đó. Nó cóc thủ. Nó đâu rồi. Úi. Núp. Kiếm nhà núp. Đâu sao? Nó dí. Mày xạo, dí cứt. Dí chỉ có hàng lượt. Không, mình không có ý gì hết. Mình phun máu à. Mày dám dí tao mày.
good, 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 good. Nó đâu? Mày xạo, thêm thằng nữa, thêm thằng nữa. Bum, 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 bum. Nó đang căng rồi. Mở nó. Đang căng, đang căng. Trời. Cái súng nhiều cướp vậy. Hay vậy. Hay vậy. Núp, 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 núp. Giờ chỉ có núp mới sống thôi. Núp nha, mình núp nha, mình núp nha, mình núp nha. Mình không biết gì hết nha. Looking, để coi, invisible. Không nhìn thấy là bắn được nữa. Hay vậy. Bắn. What the hell, man? Nó nổ. Ui, mình ngu thật các bạn. Hay giờ hai cái top 4 luôn. Ok, nếu bạn thích video này hay thì để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Và cây súng này thật sự không phải là gu của mình chắc luôn, mà chỉ có súng thục thôi. Và nếu bạn thích video này, like, subscribe và ngoài ra các bạn có thể chia sẻ để là động lực làm tiếp các video tiếp theo. Và chúc bạn có một ngày tốt lành. Bye bye.